Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Một trận tuyết đầu năm của 2022 đã đổ xuống nơi Thủy ở, cho nên Thủy đi dạo một vòng ở ngoài vườn để thâu lại những cái hình ảnh tuyết rơi gửi đến quý vị hôm nay. Đây là vườn nhà của Thủy và tuyết đã phủ đầy hết, không có thấy rõ lối nào là đường đi, lối nào là vườn và lối nào là rừng. Cho nên đến khi nào mà tuyết rơi xong rồi thì là mới đi ra xúc tuyết, chứ còn nó đang rơi tuyết, chứ còn tuyết đang rơi mà mình đi xúc thì tuyết cứ rơi xuống, mình cứ phải xúc hoài. Cho nên mình chờ, thí dụ như là mình không có chuyện gì phải đi ra thì mình cứ ở nhà mà chờ cho tới tuyết rơi xong rồi đẩy tuyết sạch hết mình mới đi. Trong lúc tuyết rơi thì ở ngoài đường chính phủ cũng cho xe đi xúc tuyết vừa rải muối thì không có bị trơn trượt, nhưng mà tuyết vẫn rơi thì xúc vẫn xúc, nhưng đường vẫn phủ đầy tuyết, cho nên xe xúc tuyết phải tiếp tục chạy tới chạy lui để mà xúc cho sạch đường chứ không có ngưng được. Chỉ khi nào tuyết ngừng rơi thì xe xúc tuyết mới phải xúc sạch hết rồi nghỉ. Cái trận tuyết đầu mùa này thì tổng cộng rơi từ giữa trưa ngày một tây cho đến hôm nay Thủy thâu hình là hai tây, đã 24 tiếng rồi, nhưng mà vẫn còn tiếp tục rơi, tổng cộng có thể lên đến 20 cm của tuyết rơi. Tuyết rơi thì rất mềm, rất nhẹ nhàng, rất đẹp, nhưng mà thời tiết trời rất là lạnh tại vì có gió, nhiệt độ ban ngày nhiệt độ thấp nhất là -18 độ của ban ngày và ban đêm thì xuống -20 độ. Nhiệt độ lạnh này chỉ trong vài ngày chứ không có kéo dài mỗi ngày, nhưng mà thỉnh thoảng trong tuần thì có một hai ngày lạnh như vậy, những ngày khác thì có thể lên ấm hơn vài độ. Tháng Giêng và tháng 2 là hai cái tháng lạnh nhất của Canada. Đặc biệt là nơi Thủy ở thì nhiệt độ -18, -20 độ C là nhiệt độ bình thường thôi. Quen đi thì đi ra mặc đủ ấm, có nón, có bao tai, có giày boot. Lên xe thì có sưởi ấm ở nhà hoặc ở công sở hay là vào chợ thì có sưởi ấm, không có sao cả. Chỉ lo ngại là khi mình lái xe trên đường, đường trơn, mình không có biết được là ở dưới bánh xe của mình khúc nào trơn, khúc nào không thì khó mà tránh thôi. Ngoài ra thì không có gì đáng lo ngại cả, tại vì ở nơi xứ lạnh thì người ta cũng đề phòng hết rồi, người ta cũng chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ lạnh là khi ra ngoài, nếu mà xe mình bị hư hay là chết máy giữa đường mà lúc tuyết rơi nhiều thì hơi nguy hiểm một chút, tại vì lúc đó xe xúc tuyết mà xe mình lại nằm chình ình ở bên lề đường thì khó cho người ta đẩy tuyết đi. Ngoài ra thì cũng không có gì trở ngại với cái cuộc sống ở nơi cái xứ lạnh này. Nhà cửa thì có sưởi, ra đường thì có quần áo, mũ nón, bao tay, khăn quàng và giày đi trên tuyết. Thấy thì sợ như vậy nhưng mà rất là thích thú, miễn không có ở ngoài lâu hơn 15 phút. Tại vì Thủy đi ra khoảng 10 phút là tay đã lạnh cống rồi, đã bắt đầu muốn cứng lại, cho nên phải chạy đi vô nhà cho ấm một chút, rồi nếu muốn trở ra nữa thì ra, chứ còn không có thể nào liên tục
ở ngoài mà đi tới đi lui 15 20 phút là có thể té xỉu đó. Thế vậy thôi. Nhưng mà quen rồi không có tuyết thì lại nhớ, có tuyết nhiều thì lại than. Tâm lý của mình là như vậy phải không quý vị? Trời nóng quá cũng than, trời lạnh quá cũng than, à, không có tuyết rơi cũng than, tuyết rơi nhiều cũng than, không có bao giờ mà ta hài lòng cả. Cho nên hôm nay thì Thủy quay lại trận tuyết ngày đầu năm để gửi đến quý vị thưởng lãm. Đây là tuyết rơi ở trên cây của nhà Thủy đây, và tất cả mọi chỗ đều đông đá như vậy, và tất cả những cái cây đều phủ như thế này hết. Tuyết phủ đầy hết rồi à, mà lại lạnh quá nữa. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thích những cái video của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy tiếp tục có năng lượng làm những video kế tiếp. Kính chào quý vị. Bye bye.